Các bạn ơi, trong khi xem video clip của Việt Thảo, khi nào thuận tiện nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo nhé. Yeah. Tôm thịt. Wow, mời tôm. Ủa, gói tôm không, đây là gói tôm thịt, đúng rồi. Mình để vô đây ha. Được, còn cái gì nữa? Gói tôm thịt, gói tôm. Rồi. Đây là gói bì và gói tofu. À, gói bì và gói tofu. À, nó coi như là mình để một dãy này luôn đi, cho mình cho nó đẹp nè. Đó. Chà, cái này nó dài ra đây, làm sao chụp đây ta? Được, chiều này luôn. Yes. Cái này không phải gọi là gỏi bì mà người ta gọi là bì cuốn. Bì cuốn. Dạ, yeah. Còn này tôm thịt cuốn thì người ta gọi là gỏi á, cái gì? Gỏi cuốn. Còn cái này là gỏi tôm cuốn và cái này là gỏi chay, gỏi đậu hũ. Dạ. Yeah. Rồi mời. Ở đây mình có nước mắm nè. Mình có tương, đậu phộng và ớt. Cái người mà bị allergy với đậu phộng họ biết họ không ăn. Dạ đúng rồi. Nhưng cái người làm bếp mình phải cẩn thận múc cái đậu phộng, cái muỗng nó riêng trong hũ đậu phộng. Đừng bao giờ múc đậu phộng có người lấy cái đó múc qua cái hành, mỡ hành rồi đó, quà trang nó dính vô không được. Mấy em biết cái này phải không? Và còn một cái nữa, nói với cái người waiter waitress của mình khi dọn ra phải nhắc nhở người ta nữa. We got peanut. Dạ, cái đó nền lắm. Mới đây cũng có một em Việt Nam chết. Thương lắm, cũng vì do peanut mà ra. Em đi chung với nhiều người party mà ăn cái bánh em không biết nó là có peanut. Dạ. Thôi, có nhiều lắm, nhiều trường hợp lắm. Việc Thảo thường hay nhắc nhở hoài. Có người thì vô cảm ơn đã nhắc nhở, có người không hiểu vô nói đâu có gì đâu nói. Ở Việt Nam mình nhiều người chết bất đắc kỳ tử do đậu phộng mà không biết. Tôi tưởng trúng gió trúng gì không mà là do cái đậu phộng mà ra. Cẩn thận lắm. Rồi, xin mời em. Dạ, xin mời. Dạ, xin mời. Cái này uống rượu chát vẫn ngon. Dạ. Uống rượu trắng vẫn ngon. Dạ. Bây giờ muốn thử cái gì trước đây? Trước mắt cái gì gần mình là thử nha trước. Hay là cái này? Đâu vậy là biết Kevin thử. Không, chay á. Không, gần mình là nói tại anh mà. Dạ, nói gần anh là bị cuốn, bị cuốn, bị cuốn nha. Ô, hay muốn thử chay trước? Dạ dạ thôi. Bị cuốn nha. Anh rồi. Bây giờ bị cuốn thì anh chấm với nước mắm tỏi ớt ạ. Dạ. Xin mời em, xin mời, xin mời. Như vậy ở trong này mình có carrot. Mình có cái trắng trắng là củ sắn không? Dạ không. Cái đó là rau á. Cái trắng trắng là cái gì cơ? Đồ cái trắng mà. Giống như radish á. Cải trắng. Cải trắng. Radish. Có rau, chưa biết rau gì. Và bì. Như vậy cái này rau nhiều hơn bì. Dạ. Còn tụi anh ăn đó, Việt Nam mình ăn là cuốn bì thiệt nhiều. Cuốn chặt. Mà trong này chỉ có rau. Ít hơn. Mà thường thường á, không có để những cái đồ chua. Dùng rau thơm chẳng hạn. Mời mời em. À. Ngon. Cái hương vị nó khác hơn là cuốn bì không. Lần này nó có lẫn lộn cái dưa chua trong đó, đồ chua quá. Cũng ngon. Lạ. Hồi trước thì anh không có cuốn vậy. Anh ăn là khó lắm. Anh ăn có bì với rau thơm hoặc thêm vài cọng tía tô được, chứ không bỏ nhiều loại rau khác. Và anh thích ở đây cái chỗ là không có để bún. Nhiều người cái bì cuốn, cái gỏi cuốn, cái gì, cái bì cuốn để bún vô nữa, đương nhiên ăn nó sẽ no. Nhưng mà ăn chơi mà ăn no quá hết ăn đoạn kia rồi. Dạ. Mà cái bún vô nó làm lạc. Cái này ăn coi như là đậm đà cái bì. Dạ. Đừng nói bì nhà làm đi. Dạ. Bì ở tiệm làm. Ở tiệm trộn. Trộn. Dạ. Nhưng mà đặc biệt người bản xứ họ không ăn cái này. Hiếm lắm mới có người ăn. Đã quá. Tại cái bì á, ăn cắn nhỏ nhỏ nó rớt cái bì.
để nguyên vô trong miệng nha, nó không rớt mà đã. Ngon quá. Em có nói người bản xứ ăn ít lắm, nhưng mà có không phải là tự nhiên họ kêu cái này ăn nha. Người Mỹ hay là người Đức, người Pháp đầu tiên mà vô họ không biết họ kêu cái bì ra ăn thôi chứ. Họ hỏi cái gì hôm đó, mình nói da heo nhưng là họ hết hồn. Họ không ăn da. Nhưng mà cái người bản xứ, tức là cái người ở địa phương của nước đó, giống như là ở cái dân tộc đó, thí dụ như Đức đi, hay Pháp, hay là người Hungary, người Mỹ, người Mỹ Tây Cơ, Filipino không cần biết. Họ ăn là phần lớn, nó có cái quan hệ với những gia đình Việt Nam. Thí dụ bạn bè rủ đi ăn, nó thấy ăn, nó ăn, nó thấy ngon, nó bắt chước. Nhá. Rồi, hoặc là vợ chồng, hoặc là bạn trai, bạn gái, hay là cùng công sở, cùng chỗ việc làm với nhau, đi ăn chung họ biết. Cho nên có rất nhiều người bản xứ đã ăn những cái món ăn chơi của Việt Nam mình, trong đó có bì cuốn. Còn tự nhiên vô nó không biết đâu, không biết bì cuốn là gì. Mà nghe nói da heo là sợ lắm. Dạ. Dạ. Ăn ngon trước tính sau. Cho nên bây giờ em mà muốn bán cho người bản xứ ăn bì cuốn nhiều vậy đó. Nó vô, đừng nói hết. Advertising, mời, for free. Mày ăn thử đồng cuốn đi, cho ăn phi mà. Đang, ôi trời, ngon quá, cái gì ở trong? You don't need to know. Mày không cần biết, miễn ngon thôi. Is it delicious? Yes, go ahead. Lần sau nó mua. Không chịu. Nó không có biết, nó nhìn vô menu, nó nhìn vô cái thực đơn, nó biết order, order ra, khách hàng order ra. Ừ. Xong rồi ngồi ăn, bỏ vô miệng cắn hai miếng là nhả ra, là coi như là phải lấy, phải khối lại. Ừ. Đó là không có tính tiền họ nữa. Như vậy lần sau nếu nó order mình phải giải thích cho nó rõ. Đúng rồi, cho nên waitress của tụi em nói vậy, nếu mà người Việt Nam hoặc là người họ phải ngoài người Việt Nam ra order thì không cần phải hỏi, còn tất cả mọi người khác là phải hỏi là have you ever had this before. Còn nếu nó nói là not try, you have to pay after you eat it. Mày phải trả sau khi mày ăn. Nhưng chúng tôi ăn nó nhả rồi mình không tính tiền. Dạ thì cứ vậy không đó. Cho nên đó là dạ. Rồi em finish miếng đó. Yes. Ngon. Mà anh bảo đảm với em không ăn mỗi ngày, lâu lâu mới ăn, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ món của em nè, đậu hũ nè. Anh thử cái này cho. Dạ, dạ, thử cái đậu hũ. Bây giờ đậu hũ là mình chấm tương, đúng không? Dạ. Chứ không chấm được mắm. Mời em, mời em cứ lấy, cứ lấy. Dạ. Lấy trước nha. Tức là ở bên trong rau cỏ giống nhau, chỉ khác là thay đổi cái đậu hũ, đúng không? Có thêm bún. Ồ, cái này có bún. Dạ. Ui cha, lần đầu tiên anh nói chữ bún đúng đó. Dạ hả? À, anh em nói anh bắt trước, có bún. Chứ hồi đó giờ anh nói có bún. Bún. Bún là bún nè. Thấy chưa? Là tại giọng người miền Nam đó. Bún cái thùng. Dạ. Ăn bún. Bún. Giống hệt nhau. Ờ. Có gờ không gờ gì nói chuyện giống hệt nhau. Cũng như cái chữ ăn cơm. Là bây giờ em nói đọc sữa là từ từ đó. Ăn cơm là chữ ơ. Mà anh thường thường nói ăn cơm. Rất bình thường luôn. Ăn cơm mà giống như dần ô vậy đó. Nó quen từ nhỏ tới lớn ăn cơm. Tại hồi nhỏ đó, mình không có phân biệt là chữ ơ hay chữ ô. Khi nói chuyện trong gia đình, mẹ mẹ cho con miếng cơm. Ở nhà nói không biết sao mình cứ cơm. Cho đến khi lớn, dù mình biết chữ cơm viết là C, ơ, em mà cơm, nhưng mà nói vẫn nói cơm. À, bị bắt lỗi hoài thôi. Mời, mời em, mời. Cái này là đậu hũ ở trong chiên. Rồi mình rau và có bún. Có bún. Úi chà. Anh hoàn toàn đồng ý với em. Ăn cái cuốn này nó khác cuốn kinh. Em thích phải không? Dạ. Cái bình dạ là thiệt, chứ không có xả dao. Họ thích không gật đầu thiệt. Tại vì đối với Kevin bây giờ ăn, ăn chay ngon hơn ăn mặn. Đâu có cần phải đi chùa đâu. Phải không nè? Cho nên nhiều người ăn chay rồi khổ sở lắm. Ô bữa nay mùng 1 phải ăn chay, trời ơi lỡ quên rồi. Đúng không? Bữa nay ngày rằm ăn chay. Thôi bây giờ đó thèm mặn quá, đợi 12 giờ đêm Phật ngủ mình ăn.
hay là qua ngày mới. Trong khi ăn chay mà trong lòng cứ nghĩ mặn. Còn anh chàng này đang ăn mặn mà khi ăn chay không có nghĩ mặn, tại vì mình muốn ăn chay. Còn cái ăn chay kia là bị bắt buộc tới ngày phải ăn, hay là ngày đó phải ăn chay là một sự bắt buộc theo tôn giáo. Còn cái này không cần tôn giáo bắt buộc, mà là cái người bắt buộc là cái sức khỏe của mình. Dạ, còn hơn cả tôn giáo nữa. Phải không? Dạ. Mình không ăn chay ông thầy không đánh mình. Nhưng mà mình không ăn chay mà mình ăn mặn, ăn thịt tôm cá mà sức khỏe mình không tốt là mình bệnh mình chết. Giữa cái chết sợ hơn sợ thầy đánh thầy rằng. Ngon quá. À. Nhớ chuyện dễ thương lắm. Ngon quá. Tối hôm kia khoảng 3 giờ sáng, anh nhận được một cú điện thoại từ Cali. Người đó đang ở San Francisco. Lạ, anh bắt phone. Người đó hỏi nhớ em không? Nó nói không. Nó thẳng luôn không nhớ. Một năm trước, nghe lời khuyên của anh trong chuyện mình là em bỏ thuốc được rồi. Nghe em mừng quá. Tự nhiên nói một câu, nhưng bây giờ em ghiền đánh bài bỏ không được anh ơi. Làm sao bây giờ? Nó nói nó đang lái xe, buồn lắm, vừa mới rời khỏi sòng bài. Anh có cách nào giúp em bỏ đánh bài? Nó thành cái câu chuyện nói chuyện dài. Nhưng mà không có nói nhiều tại nó đang lái xe buồn. Anh nói từ từ đi, anh đang làm việc. Một chút nó gọi lại. Nó nói nó về tới nơi rồi. Có cách gì giúp nó bỏ đánh bài? Anh nói mẹ đưa tiền tao đi. Mỗi lần trước khi đi ra lấy tiền cất lại cái đó của anh Thảo đi, khỏi đi thì khỏi thua. Chập nó vậy. Đâu có gì khó đâu. Mỗi lần trước khi đi đánh bài mình coi như tiền đó mình đi đánh nó coi như thua rồi. Cất vô. Coi như thua rồi khỏi đi. Chỉ cần dài bận mua được chứ sao hơn. Anh hỏi nó từ hồi thua bài giờ tính em mua được bao nhiêu căn nhà, nó nói đúng nè. Thì nó đang cố gắng bỏ đánh bài đó. Thành ra ở đây Việt Thảo nhớ tới đâu nói tới đó, tâm tình với nhau chuyện bên lề mà. Ăn cái miếng chay vừa rồi mình nói, do cái sức khỏe mình đặt điều kiện mình không muốn ăn mặn. Có người ăn chay là vì do tôn giáo thầy kêu, hay là ngày đó mình phải ăn, hay mình hứa. Đánh bài cũng vậy. Nếu người nào ra lệnh của mình không được, mà phải chính mình tự ra lệnh với mình thôi. Mà cái đó là do cái sự bắt buộc, hoặc là không có tiền phải chịu. Còn mình có tiền dẫn đi đánh, thì còn cách nào khác để mà mình bỏ được, đó là do mình. Ủa em ăn rồi đó hả? Em ăn phần em rồi. Rồi anh nhiều chuyện anh chưa ăn xong. Ngon quá. Cho em chọn ăn món gì? Hai cái này thì giống nhau thôi, một cái có thịt và một cái có tôm. Cho mình ăn tôm. Dạ. Tại em không thích ăn thịt, định nha. Không sao. Ngồi ăn chung với anh Thảo mà, em ăn chung thôi. Dạ. Thường không? Ngồi ăn chung với anh chị mà. Rồi. Mà mình ăn cái này à, chị này sợ ăn hồi nó nè. Ok, cái nào cũng được hết. Anh muốn thử cái tôm không? Thì anh ăn tôm. Tại ăn đang tôm thịt nhiều bây giờ, thử cái tôm không? Cái này có bún nữa nè. Dạ. Bây giờ cái này anh sẽ chấm với tương. Một chút anh ăn cái này chấm với nước mắm. Thử coi. Dạ. Ngon phải không? Ăn đi cưng, ăn đi. Em chờ bụng để em ăn món khác. À hả. Chỉ có bì là không có bỏ bún thôi. Còn tất cả những cái gỏi khác, cuốn khác là đều. Lý do tại sao phải bỏ bún rồi? Dạ. Tại sao phải để bún? Một chút xíu à, tụi em bỏ rất là ít. Tí xíu bún thôi à. Tại sao? Anh không có nhớ hả? Em nói là tất cả những cái gì mà anh order là anh kêu ra từ phở từ đây, thì lúc nào tụi em cũng có ba cái nhu cầu cho cơ thể, là vừa là chất bột, là chất bột tinh bột à, rồi chất thịt và chất rau cải à, cho nên cái này để chút bún vô. Hỏi câu vô duyên nha, vậy tại sao cuốn bún không cuốn miếng cơm trong đó? Nhão giờ á là
Mình dùng bún chứ đâu có bao giờ dùng cơm để mà mình cuốn đâu anh. Mấy làm sao à? Bún nó cơm mình biết rồi. Bún nó nguội, nó là cơm nó dính vô. Như là đem lại. Cầm bún cơm. Nó dài, nó không có rớt. Cơm cắn nó rớt. Cơm dạ. Hộp. Dạ. Nhưng mà có nhiều đứa bé bây giờ nó thích ăn cơm, nó không có ăn bún. Nó ăn cái này mà nó ăn cơm. Hoặc là ở nhà cuốn á, cuốn tôm, thịt, giá hẹ, bánh tráng, nó để cơm ngay giữa nó cuốn nha. Nó khỏi mất công bóc cơm. Giống như sushi hả? Cái tương ngon. Cái tương ngon. Cái tương thiệt ngon. Thử cái này nha. Tự nhiên anh ăn cái tương anh đang có cảm tình á. Bình thường là anh ăn nước mắm cho anh không ăn tương. Dạ. Anh lên sử dụng thịt nạc. Mà em nhớ là hồi nhỏ là phải nửa mỡ nửa nạc. Dạ. Không có mỡ là không có bún gỏi được. Đúng rồi. Mà nếu mà thường mà luộc thịt á, vừa làm gỏi, xong rồi buổi tối á, dùng cái thịt dư lại, chấm mắm tôm với cả cơm trắng, rồi với cả pháo, mắm tôm, đúng rồi. Pháo và chấm đó. Lúc đó không có rau, cuốn vậy cho nên cứ lộp tôm, thịt vậy đó là cứ ăn với mắm tôm với cà pháo ngon. Dạ, dạ. Còn anh đó, thịt hay tôm không cần biết, cứ nước mắm tỏi ớt á, cồn nóng lên ha. Rồi cái này cứ chấm nước mắm ăn vậy, ngon lành luôn. Ngon quá. Đâu có ai biết cái món anh thích nhất là cái món tôm thịt cuốn bánh tráng không? Yeah. Mê. Món mà gọi là favorite. Món mà thích. Anh đã dùng thịt ba rọi. Cắt là cắt dài. Anh để cái miếng thịt vô là nó vừa luôn một cái cuốn. Ba miếng thịt, ba con tôm, đủ các loại rau. Ăn ở bên này phải có tỏi, hành, hành lá. Dạ. Cắn một miếng là cắn cái bắp, cắn tỏi vậy đó. Trái ớt. Ngon. Mà ăn là anh đang bóc cơm. Không bóc. Mình ăn cái gì khai vị nữa nè. Nhớ cái gì? Bò tái chanh ăn. Hay là gà rang men. Cánh gà rang men. Tùy em à. Thôi bây giờ mình ăn bò tái chanh trước đây không? Dạ được. Dạ. Dạ. Anh biết em không thích bò. Nhưng vẫn ăn được. Dạ. Em ăn chanh, anh ăn bò. Rồi, ok. Được không? Ok. Ok các bạn. Một trong những món ăn chơi nữa của Phở Today cùng với Việt Thảo. Mời mọi người cùng xem và cùng tìm với Việt Thảo món bò tái chanh. Dạ. À, em nói cái này là bò tái chanh. Đẹp quá, chụp cái hình nha. Mời Kevin ngồi em. Dạ, cảm ơn. Đây, bò tái chanh. Cái này muốn rượu đỏ. Dạ. Nha, khui chai rượu đỏ. Dạ. Đó, khi mà nói muốn uống rượu đỏ đó, kêu Kevin đi khui đó, thì sẽ có người vô nói, lợi ăn tiệm người ta còn phải đặt kêu rượu nữa. Khổ lắm. À, thực sự mà nói khi nghe những cái lời nói mà không hay, anh buồn không phải vì người ta nói mình hay chửi mình bậy mà mình buồn. Mình buồn vì cái sự hiểu biết của người mình nó chưa có ủng. Cái thời đại bây giờ nó văn minh lắm rồi.
ở mỗi một quốc gia nó khác nhau. Ngay cái ăn uống bây giờ đối với người Việt Nam mình hải ngoại nó không còn quan trọng lắm. Tôi mới nói quan trọng đây không phải vì mình thiếu ăn, thiếu mặc. Không quan trọng tại mình ăn dư thừa quá, mình không có muốn ăn nhiều. Giống như Kevin nè, bây giờ ông đi ăn rau cỏ, ông không thích ăn thịt. Không phải vì thiếu thịt mà ăn rau cỏ. Cho nên mình không thể dùng cái đời sống mình hiện có thiếu thốn mà mình đánh giá và bắt người ta cái suy nghĩ giống mình. Khi mình thiếu thốn lợi nhà người ta hay người ta lợi nhà mình, mà người nào kêu khui rượu mình giận lắm. Mình lỡ nhà tao còn kêu uống rượu, xin lỗi. Rồi mình lỡ nhà người ta làm gì mình ngại, không dám kêu khui rượu là tại vì thấy thiếu thốn. Còn ở đây ăn cái thịt bò là nên uống rượu đỏ, ăn đồ biển nên uống rượu trắng. Và đây là thịt bò tái chanh thì nên uống rượu đỏ, thì mình kêu rượu đỏ mình uống cho nó ngon miệng. Tại vì ở đây một chai rượu cho dù 150, it's nothing, không là cái gì hết. Mình nói như vậy không phải mình phách, mình nói mình giàu. Nhưng đối với em anh, cái chai rượu này anh muốn trả tiền, em muốn mời, chuyện nhỏ. Tiền bạc ở đây phải nói tới cỡ chục ngàn, trăm ngàn lên thì mình mới lo. Còn cỡ ngàn, trăm cái đó, những cái người Việt sống trong đời sống bình thường không có quan tâm. Không quan tâm, nói phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Ai cũng quan tâm tiền bạc nhưng mà có khi xài không có lo. Vì lúc nãy mình uống là pino chua dừa, yep. Thì loại nho là pino. Uh-huh. Lần này em sẽ giới thiệu cho anh là pino nua, yep. Đó, nhưng mà rất theo cùng một loại nho. Cho nên cái lưới của anh không cần phải thay đổi cái gia vị. Dạ. Và cái loại này không cần khui nắp. Dạ. Nó không cần hư đồ khui như bữa trước. Dạ. Cái này là dạ. Tụi em bán chạy nhất ở nhà hàng này. Ăn khai vị uống cái này ngon. Dạ. Ngon, mời em xin mời đi. Dạ. Còn hơi hăng nhẹ và chát thì đương nhiên cái rượu chát. Cái này mình cho nó thở chút, không cần đậy nắp, cho nó thở. Dạ. Yeah. Thở chút nó sẽ dịu ngon hơn. Dạ. Yeah. Rồi, xin mời. Bây giờ bò tái chanh. Thứ nhất bò này có luộc không? Sí. Anh nhìn anh biết có trụng sơ. Đúng ra bò tái chanh có hai cách ăn. Một là không trụng, thì cái đó nó sống qua ở đây người Mỹ ăn được. Và có điều đặc biệt nha, ngay cả thịt bò sống nó có nhiều tiểu bang cấm. Các tiệm phở không được bán tô phở mà bò để riêng bên ngoài. Cái thịt bò tái đó, dạ. Tại vì nó còn sống nó không chấp nhận, bắt buộc phải để trong tô phở. Rồi đổ nước lên, nó còn đỏ đỏ thì được. Còn để mà ăn sống bên ngoài nó không cho, nhiều tiểu bang cấm. Dạ. Nhưng mà hầu hết các tiểu bang thì muốn ăn gì ăn, nó không có quan tâm lắm. Dạ. Rồi, xin mời các em. Còn cái này mà làm cái kiểu mình sống mình ăn chanh là Mỹ khỏi ăn luôn. Dạ. Em để dùm chai rượu này bên kế chai rượu trắng dùm anh. Dạ. Sát vô sát phía chai tương đỏ nằm song song luôn. Yes. Thẳng hàng á, thẳng hàng á. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi xin mời em. Dạ. Thôi cái này người ta em thấy người ta bắt chân nhưng mà đúng không? Hay là đã? Đã có rồi, nhưng đã mà mình muốn chua thêm thì mình nặng thêm. Dạ. Muốn trộn lên không? Ô anh chụp chưa hả? Chụp rồi phải không? Chụp rồi anh. Chụp rồi, dạ. Em thử coi. Có thính là cái chắc luôn. Đủ chưa chưa? Nặng chân thêm. Hả? Hay là mình cần trộn lên? Phải vắt chanh thêm. Dạ, vắt chanh thêm. Yes. Cách thức vắt chanh nó cũng sạch xéo ha, không được ướt tay mình ha. Dạ, nó không ướt tay mình, nó không văng tùm lum. Và nó dắt được ráo cái nước chanh luôn. Mình dùng cái này cạnh này mình đè vô nè. Dạ. Dạ, mình hướng dẫn cái nước chanh nó đi được. Dạ. Rồi, trộn lên đi em. Bây giờ đó nó có bán những cái đồ ép chanh sướng. Dạ. Để chăm cho cầm bóp là cái dễ dàng, dạ, luôn. Tụi em có. Dạ. Cái này đúng ra có trộn được cái hành tây nữa ha. Có hành tây không? À mà cái này nó bị trộn mềm nhỏ nè. Ừ. Có thính ngon không? Chua đủ chua? Dạ chưa. Thử miếng nữa. Rồi thử miếng nha.
thiếu cái chua, thiếu cái chua. Chạy lấy thêm chanh các bạn. Dạ. Dạ. Mà. Em qua đây đó từ hồi mấy tuổi? Dạ 18 tuổi. 18 tuổi. Lúc đó có gia đình chưa? Chưa. Qua đi làm liền không hay là đi học trước? Dạ đi học anh. Gần 18 tuổi, mười mấy ngày nữa là 18 tuổi. Như vậy là ở Việt Nam em đã học trung học rồi? Dạ, học lớp 9. Rồi qua đây tiếp tục? Dạ. Tại vì tiếng Anh em không có biết á, cho nên mặc dù gần 18 tuổi nhưng mà họ họ cho em vô học high school lớp 9. Uh-huh. Dạ, cho nên khi em đại học, khi em xong high school đó là lên em college. 23 tuổi. Dạ. Gần 23 tuổi. Cho vô học college. Dạ, em đi học college. Dạ. Dạ. Rồi lên đại học luôn không? Dạ, lên đại học. Về tốt nghiệp. Yeah. Wow. Yeah. À, học bổng thì cái chuyện thường thôi. Lớn cái đầu trần gần Việt Nam qua đây học muốn xong bà nó hết lớp mà. Nhưng mà không biết tiếng Anh anh. Đâu dạ đúng 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 mình khuyết điểm cái đó. Nhưng mà nhờ học high school và college tiếng Anh mình nó khá hơn. Dạ. Yeah, yeah. Yeah. Rồi sau khi tốt nghiệp đại học về cái gì? Dạ yeah, elementary. Yeah. Wow. Yeah. Tức là làm cô giáo của lớp tiểu học. Elementary là lớp tiểu học. Dạ. Yeah. Đừng có tưởng nha, cô giáo tiểu học khó hơn cô giáo của trung học nha. Tại vì vấn đề giáo dục về tâm lý của trẻ em phải tiếp xúc đủ chuyện không có đơn giản đâu. Ở Mỹ rất khó vấn đề đó. Vậy là cô giáo tiểu học, rồi bây giờ vẫn còn dạy không? Dạ, dạ người ta không có dạy nữa. Mất dạy không? Dạ. Mất dạy. Thì giờ không có dạy. Lý do tại sao em không tiếp tục đi làm cô giáo dạy ở trường tiểu học? Dạ lúc đó em ra trường xong đi dạy học á chỉ có 30.500 một năm. Ừ, lúc đó là bao lâu rồi? Dạ, năm 2000. Em biết năm 2000 30.500 là nhiều lắm chứ có nhỏ đâu. Dạ, nhưng mà sau thuế rồi có đem về nhà có 21.000 à. Dạ. Mà em muốn giúp gia đình của em ở Việt Nam vậy cho nên em vẫn đi làm nhưng mà đi dạy học, nhưng lúc đó em đi làm nail nữa. Wow, làm thêm nail. Làm thêm nail. Làm thợ hay là làm chủ? Dạ lúc đó làm thợ. Làm thợ trước. Dạ. Rồi sau đó làm chủ. Dạ. Rồi bây giờ tiệm nail còn không? Dạ em mới bán tháng 10. Để đầu tư vô đây. Dạ. Nhưng mà anh tin chắc là cái phở today này sẽ thành công. Dạ. Nhìn coi bây giờ khách vô nghẹt hết trơn rồi. Dạ. Nha. Mà đặc biệt đó, các tiệm ăn ở bên Mỹ hay là ở hải ngoại, ở xứ người, khi mà người bản xứ ăn nhiều chừng nào tiệm đó thành công đó. Trừ trường hợp những cái tiệm mà ở trong cái khu của người Việt Nam ở đâu, ở những thành phố lớn thì Việt Nam đến ăn nhiều là cái đó đúng. Nhưng những cái tiệm ở những tiểu bang xa nơi đó ít người Việt, mà người Tây, người Mỹ, người bản xứ họ để ý tới họ đến ăn, thành công vô cùng. Rất nhiều người Việt Nam ở các tiểu bang xa, mà tôi nói cái này không phải tôi chê mà thật sự có khi ăn nó không giống như ở những thành phố lớn. Nhưng mình đến ăn mình cảm thấy sao nó không ngon giữa ý mình là tại vì mình không phải người bản xứ. Trong khi mình hỏi người bản xứ ngon không? Good, delicious. Yeah. Là thành công. Còn bây giờ bán mà Việt Nam mình đến ăn trời ơi sao ngon quá là tiệm đó Mỹ nó bỏ đi nó không ăn đâu. Tại vì mình cái nêm nếm mình nó khác hơn nhiều. Nhưng mà anh nhìn thấy đây đó. Một dọc này nè, vừa Mễ vừa Mỹ nè. Dọc bên kia vừa Mễ vừa Mỹ nè. Phía bên sau nè. Hầu như là người ngoại quốc chiếm hết. Dạ. Yeah. Cho nên tiệm em sẽ thành công vô cùng. Mà nhất là ở ngay cái địa điểm này thuận lợi nữa. Tại vì nằm ngay phía quê. Phía quê 287 exit số 5 là xong. Mà 287 là nó cắt ngang chỗ phía quê 95. Tức là cái New Jersey Turnpike. Turnpike. Thì nó dễ tìm lắm. Bây giờ lên Google quánh phở today rồi nó ra liền. 101 New World Way South Plainfield New Jersey 07080. Số điện thoại luôn 908 822 2030 rất rõ ràng luôn nha các bạn. Lên Google đánh là có nha. Nhiều em hỏi bây giờ nói tiếng Mỹ sao cho trúng. Việt Thảo giống như các bạn thôi, mình phải biết cái chữ đó là chữ gì. Nhưng mà có nhiều người hay lắm, nhiều người Việt Nam mình tôi không nói chung nha mà không có chê, nhiều người làm nail thí dụ không biết tiếng Mỹ nhưng mà nói hay tiếng Mỹ với mình luôn, là tại vì mỗi ngày tiếp xúc với khách Mỹ nói rất quen mặc dù chữ viết không biết. Dạ. Cho nên ở tiểu bang xa có nhiều người không cần đi học mà tiếng Mỹ nó rất giỏi tại vì họ không có tiếp xúc với Việt Nam. Sáng trưa chiều tới một năm 365 ngày nói chuyện với Mỹ. Nó rất giỏi luôn. Nhưng mà viết thì viết không được rằng.
Viết cũng được, nhưng mà tại vì mình không phải là học văn hóa chuyên về đại học hay là college giáp. Cho nên các bạn, cái hay nhất để nói tiếng Mỹ chính xác là phải biết cái chữ viết của nó. Còn nếu mà em là bắt chước giỏi thì nó không nói. Còn nếu không giống như Việt Thảo đi, phải biết cái chữ. Nếu bình thường gọi Kevin không dám gọi. Gọi mà gọi lớn. Bây giờ biết rõ K-V-I-N là Kevin là đọc đúng không? Dạ. Ok, mời, xin mời. À, anh chưa nặng chanh vô. Dạ, dạ, dạ. Lo nhiều chuyện hoài á. Lấy cái ly lùi chút xíu nặng. Dạ. Dặn không? Hay không? Cố tình lại dặn nữa nè. Trời ơi, bà chị nặng chanh kìa. Có người thích chua mà. Em biết tại sao không? Khi mình luộc sơ đó, cái thịt bò nó vừa hơi chín nhẹ đó, chanh nó không có thấm vô được. Còn nếu mà bò tái bình thường mà không có luộc sơ đó, chanh nó thấm hẳn vô luôn, nó ra cái nước. Dạ, trong đó. Rồi xin mời em, xin mời. Còn ai muốn ăn chanh thì nặng thêm nha. Dạ. Đây. Chua chưa? Nặng dăng trúng phải không? Chua. Chua. Thật chua chua mới ngon. Mà cái này thì có ớt mới ngon nữa. Này uống bia cũng ngon. Nhiều người ta ở bar đó là order món này nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà phải làm gì, làm sống nữa nó không chịu đâu. Dạ. Món này với cả cái món gà mà kiểu Vietnamese style wing. Từ Mỹ ưa thích chicken wing. Dạ. Mà gà chiên bơ. No, tamarind. À, mè. Giang mè đó. Mà lúc đó người ta nói là Vietnamese style chicken wing chứ không phải là American style. Giống như là bỏ buffalo sauce trong cái hòn. Vietnamese style. Xong rồi mình đưa cho anh ta Tabasco. Hoặc là đưa cho anh ta Sriracha. Người ta chấm vô. Mà nói là Vietnamese style wing. Chứ không phải nói là buffalo wing. Bây giờ mình ăn cái đó được không? Dạ, dạ. Dạ, dạ. Vậy ăn chơi món đó đi. Yeah. Món đó ở đây gọi là cái gì? Cánh gà rang men. Vậy nha. Vậy ăn cánh gà rang men nha. Các bạn đã từng ăn cánh gà chiên bơ, ăn cánh gà chiên nước mắm. Bữa nay ăn cánh gà rang men ở tại Phở Today ở New Jersey. Dạ. Yeah. Ba người ăn có dĩa à. Vậy là Kevin ăn thịt, Kevin đừng ăn nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Kevin ngó. Ừ chà. Rồi, cánh gà chiên me. Cánh gà rang me. Cánh gà rang me, mời xin mời em. Mời. Dạ. Thưa các anh lấy cái cánh gà nè, cái này mới đúng là cái cánh gà nè. Chị cũng thích ăn cánh này. Mùi nó thơm qua bên đây luôn nè. Ăn đi, ăn nha. Bây giờ không ăn để hửi hoài đó. Nó có cái mùi ngộ lắm, ăn rồi anh nói cho nghe. Bây giờ nói nha, ngửi không mà thấy được cả hình ảnh một cái góc cạnh của quê hương, của nhà. Sorry nha, đắng quá. Bắp. Cái này nè. Em lấy chai ớt, em nặng vô đây. Dạ. Đó, ngon đó. Trời ơi, bốc ơi. Wow. Anh đã ăn Kentucky Fried Chicken. Thank you.
ngon quá. Thích quá đi ạ. Ăn mới đã luôn. Cái này uống đỏ trắng gì cũng được. Cái thịt gà ai muốn ăn uống rượu đỏ rượu trắng đều được, được không? Hoặc là uống bia. Corona. Nặng miếng chanh vô để muối. Anh muốn thử không? Dạ thôi, dạ thôi, nhiều lắm mình có rồi. Tiếp tục nghe, tiếp tục dạ, ăn dạ. Miếng cánh nữa. Thích cái cánh. Cánh gà răng me. Mình có chiên nước mắm luôn phải không? Dạ được, dạ. Cảm ơn. Dạ dạ dạ, nhiều quá, cảm ơn. Em Nam, nhiều người mới hỏi em à, lúc em ở Work and Boy đó. Hỏi là tại sao lúc đó mình không có bỏ bột? À, giống như Kentucky Fried Chicken có bột ở bên ngoài. Yeah. Từ chung quanh nào nó cũng làm bột hết. Đúng. Mà em nói là Vietnamese là mình thích ăn natural. Uh-huh. Tự nhiên mà chỉ flavor với là bring the chicken flavor nó ngon hơn. Còn bột đi á, bây giờ bị nó che hết của cái chicken rồi. Nhiều khi nó mất đi cái ngon của nó. Với lại cái gà chiên của Mỹ làm á, nó deep fry. Ừ. Nó bỏ vô trong sâu ở trong dầu á, sôi sục sục lên. Mà nếu gà không đó, nó có thể làm khét, làm cháy miếng gà. Cái bột bên ngoài để nó chín cái bột mà trong giữ cái gà còn juicy. Ừ. Và còn ướt. Dạ. Còn cái này mà thả vô deep fry hồi nó khô queo hết trơn. Ngon quá. Cái nước sốt rất là ngon. Mọi người có thể ăn mấy dĩa luôn. Cái này tụi em bán rất là chạy. Người Việt khách cũng thích, mà người bản xứ cũng thích. Ừ. Dễ nhậu, dễ ăn. À. Món này với cả món mực chiên giòn. À. Là top seller của cái bar. Với cả cái mình có mực chiên giòn không? Dạ có. Có luôn. Làm được không? Dạ được. Muốn thử không? Tùy anh ạ. Anh không biết tùy em hả? Nếu em bỏ vô order phải chờ khoảng gần 10 phút. Dạ. Thôi món kế đi, món kế món gì cái đã mình ăn những món rồi coi. Tùy em hả? Bây món giờ gì? Chuyển qua ốc đi nha. Ốc là gỏi? Dạ không, ốc xào lăng. Ốc xào lăng? Dạ. Xào lăng có thể ăn với bánh mì, có thể ăn với cơm. Hoặc là ăn không nhậu. Ăn không nhậu. Tại rồi. Vì trong đó nó có bún, nó có không phải bún, miếng. Bún tàu, miếng khác, dạ. Dạ. Rồi. Ốc xào lăng ở tại Phở Today cùng với Việt Thảo ngày hôm nay giá. Ốc xào lăng ơi. Nè hỏi thiệt nè. Dạ. Từ hồi làm chủ thì em có chạy bàn không vậy? Chưa. Ôi trời đất ơi. Bữa nay lần đầu tiên á hả? Dạ em chưa giờ chưa order nữa. Oh my goodness. Sao bưng chuyên nghiệp quá vậy? Rồi dạ. Em học nhanh. Dạ học nhanh. Ôi cha đẹp quá. Em chụp hình để em xoay này cho. Yeah. Cảm ơn em. Dạ. Rồi đây là ốc. Còn ốc, ốc bu, ốc hương không biết phải không? Dạ. Rồi cảm ơn. Dạ. Như là con hả? Con, dạ con. Như vậy là em không cần ốc đâu, em ăn hành thôi. Yeah. Xin mời em, xin mời. Yeah, yeah. Ốc. Dạ. Đây, ô miếng ốc sắc nhỏ nhỏ, trong được có bún. Có bún tàu, hay miếng hả? Yeah. Bún tàu với miếng khác nhau gì? Cái mà mọi người đang tranh cãi nhau, vui lắm. Em từ trước nhà em nghe y hệt giống nhau à? Uh-huh. Em tưởng là giống nhau mà. Là em nghĩ cũng giống nhau, nó nhìn giống nhau mà. Mà cái miếng á. Không biết, giống như là cái experience của em thôi nha. Uh-huh. Giống như cái kinh nghiệm của em. Dạ, cái kinh nghiệm của em thôi. Và giống như mỗi lần mà lâu lâu em rất là thích ăn cái miếng là cái nấu súp, nấu gà, nấu dạ, gì đó. Dạ. Nó cục vậy nè. Uh-huh. Đó, thì nó mềm hơn với lại nó mịn hơn với nó trong. Còn bún tàu là nguyên cái khúc dài bơ. Cái bún tàu là nguyên cái dài vậy. Đó. Cho nhưng bây giờ nếu người ta muốn làm nhỏ lớn là cái quyền của người ta. Chứ đâu có thể căn cứ vào cái size của nó mà nói rằng nó là miếng cái bún tàu. Dạ không, nhưng mà khi em đi mua đó là em specific là giống như là rất là kém. Là giả tỉ như em muốn ăn xào như vậy là em mua cái loại miếng đó nó dài vậy. Mà trong đó để miếng. Dạ nó để miếng.
còn cái kia để chữ bún tàu. Dạ, để bún tàu là cục cục trắng trắng hơn. Là em phân biệt từ cái chữ nó để miếng với bún tàu. Dạ. Nhưng mà anh muốn hỏi là cái nguyên vật liệu làm miếng với bún tàu nó có giống nhau không thôi. Bây giờ tranh cãi dữ lắm luôn. Dạ, có lẽ hôm nào Việt Thảo sẽ làm một cái detail, một cái chi tiết, một cái video riêng về miếng là gì, bún tàu là gì, tại sao gọi là miếng, tại sao gọi là bún tàu, nguyên vật liệu đó làm nên miếng là cái gì, và nguyên vật liệu làm thành bún tàu như thế nào, cách làm ra làm sao, thì lúc đó mình khỏi cãi. Good idea anh. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện minh lời của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Hoang mang khi có thân nhân bị trục xuất. Lo âu khi rơi vào hoàn cảnh ly dị. Đau đớn khi bị tai nạn xe cộ. Bối rối khi phải đương đầu với các thư kiện. Tất cả những gì liên quan tới pháp luật, xin quý vị hãy để Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm lo cho. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm là nơi hội tụ rất nhiều luật sư giỏi kinh nghiệm. Chúng tôi đã từng hoàn thành xuất sắc các vụ kiện mà những văn phòng khác đã từ chối. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ đem lại quyền lợi thiết thực cho quý vị. Các bạn ơi, để đáp lại yêu cầu của các salon, những nơi làm nail muốn có những cái màu sắc mẫu mã mới đẹp dành cho khách hàng, nó phải có một sự thay đổi. Để đáp ứng lại cái yêu cầu đó, CNC Gel đã cho ra 4 cái collection trong năm 2018. Đó là Party Collection, London Collection, Bling Bling Collection và Platinum Collection. Party Collection với những màu sắc tươi trẻ, vui tươi cho những party, những event, những nơi vui lễ hội. London Collection với những màu sắc của mùa thu và mùa đông, giống như bầu trời của London Anh Quốc. Bling Bling Collection với những màu sắc tươi trẻ, sống động của giới trẻ. Và Platinum Collection với những màu sắc sang trọng, quý phái, lộng lẫy, rực rỡ. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu 4 collection của CNC Gel đến với tất cả quý vị trong ngành nail. Xin chào quý vị, tôi là luật sư Ethan Phạm từ tiểu bang Georgia. Tôi đang ra tranh cử cho chức vị dân biểu liên bang của Hoa Kỳ để bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người. Nguyện vọng của tôi là mọi người có bảo hiểm sức khỏe để khỏi lo lắng về việc tài chính khi bị bệnh hoạn. Và tôi cũng muốn chính sách di trú của nước Mỹ có tính cách nhân đạo hơn. Xin tiếp tay với tôi để cho tôi có thể nói lên tiếng nói của quý vị. Và nguyện vọng đó chỉ có thể trở thành sự thật khi Ethan Phạm trở thành dân biểu liên bang của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy ủng hộ Ethan Phạm bằng tất cả niềm tự hào của người dân Việt. I support Ethan Phạm. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu cái sữa dê GAW. Thật tình mà nói, từ nhỏ tới lớn, chúng ta ở Việt Nam, chúng ta đã từng uống sữa bò. Mà sữa bò Việt Nam, sữa ông Thọ, à ngộ nha, sữa toàn là của đàn ông rồi mà. Sữa ông Thọ. Tôi không biết ông Thọ có sữa đâu, không biết. Sữa con chim. Con chim lấy sữa. Sữa ông chúa. Nhưng mà thật sự đó, hồi xưa ngon lắm, nhớ không? Cái hộp sữa bò bệnh mới được uống nha. Rồi cái mới quẹt lên bánh mì ăn nó ngon. Và khi nằm học thi cực khổ mới pha ra nóng uống để mà bổ dưỡng. Trong đó bột với đường nhiều lắm với chất thơm, chứ không phải được như sữa bò bây giờ. Tôi nhớ có một lần tôi chạy trên đường Hiền Phương, trước năm 1975 người ta để nó bán cái sữa của Mỹ. Mà nó để trên cái ghế đẩu cao, nó để ngay giữa đường, nó bán vô như bán xăng. Hồi đó tôi ngu không biết, chạy ngang ngừng lại mua một hộp sữa về, uống sữa Mỹ mà. Về khui ra để với mẹ, phun cái phèo, cái gì vậy? Nó chua lè à, nó lục cục hết rồi. Tại cái sữa đó phải để trong tủ lạnh. Mà anh để ngoài đường vậy mà cái người bán cô không biết, người mua cô không hay. Mua về uống nó chua lét phun cái phèo. Trời mẹ ơi, sữa Mỹ gì chua lét cái trời. Thì ra nó hư hết rồi. Nhưng cái sữa này để ở ngoài, nó không bị hư.
Vì cái sữa kia phải để trong tủ lạnh. Yeah. Sữa này để ngoài được vì nhờ diệt trùng rồi. Yeah, và ở nhiệt độ bình thường được. Cái công nghệ quá tốt luôn. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ này. Yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đang thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống bình thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Anpira ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Các bạn, những người Việt Nam trên toàn thế giới có dịp đến Mỹ, ghé vô California phải ghé miền Bắc California, ghé vô San Jose và đặc biệt Việt Nam Town. Ở nơi đây có cơm New Cali hương Việt. Ở nơi đây các bạn sẽ được thưởng thức hương vị của quê nhà, không cần nấu cơm ở nhà, và thưởng thức được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại. Việt Thảo cũng được hân hạnh giới thiệu cơm New Cali hương Việt ở tại Việt Nam Town, San Jose. Đấy các bạn, chỉ có tại Việt Nam Town ở San Jose là có cơm niêu Cali hương Việt, là có cơm niêu như thế này, cơm niêu trái nha. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào là một trong những loại gạo cao cấp, dẻo thơm từng hạt sau khi nấu, cho dù để cách qua đêm. Cho dù là gạo đầu mùa hay cuối mùa cũng đều thơm dẻo như nhau. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, USDA và FDA. Cho dù cách xa dặn dặm, nhưng vẫn mang theo hương vị của quê nhà. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo Nàng Hương Chợ Đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com.